Rồi. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Két Sắt Chính Hãng. Mình là Phương bên công ty Két Sắt Chính Hãng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm của công ty Việt Tiệp. Két sắt có mã hiệu là K47D. Đây là sản phẩm mới năm 2021. Đây là các bạn nhìn thấy tổng thể của sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy là két sắt được cấu tạo là bằng thép hai lớp và là thép không gỉ và được sơn tĩnh điện toàn bộ. Két sắt gồm có một bảng mã số để xoay, một ổ khóa chìa bốn cạnh và một tay lắm để mở két. Đây là tổng quan bề ngoài của sản phẩm. Sau đây mình xin mở két để xem bên trong két sắt được cấu tạo và thiết kế như thế nào. Chờ mình một chút nhé. Thì trên tay mình chính là cái mã số của sản phẩm K47. Đấy. Mã số là 73, 41, 71 và 95. Thì mình sẽ vặn theo cái mã số mặc định của nhà sản xuất. Két này mỗi két một khẩu, một mật khẩu riêng và không thay đổi được mật khẩu. Thì để mở thì các bạn xoay cái bộ số này. Đó, sau đó các bạn cắm chìa vào để mở. Sau đó các bạn xoay tay nắm bên dưới để mở két. Thì bên trong của két thì được chia làm hai ngăn. Đây là cái đợt các bạn có thể lên đặt xuống. Đây, mình để xa ra các bạn nhìn rõ hơn. Đấy, chia làm hai ngăn và có thể để giấy tờ được. Đây là cái chốt khóa làm bằng inox. Có 3 chốt khóa. Và bản lề là bản lề chìm bên trong. Đây là dòng két an toàn. Sản phẩm này thì đang được bán tại Két Sắt Chính Hãng với cái giá cực kỳ ưu đãi. Chúng tôi đang giảm giá cái sản phẩm này còn 1.300.000 đồng. Nếu các bạn có nhu cầu mua và tìm hiểu về sản phẩm này, xin hãy tham khảo qua website ketsatchinhang.vn hoặc là gọi điện trực tiếp nhờ alo tư vấn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn và lắp đặt và tại nhà miễn phí hoàn toàn. Các bạn đang xem theo dõi kênh của Két Sắt Chính Hãng. Nếu các bạn có nhu cầu mua két sắt hoặc là cần trợ giúp về hướng dẫn kỹ thuật thì hãy đến showroom của chúng tôi tại 86 Mỹ Đình hoặc là gọi điện nhờ alo tư vấn. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các két sắt cho gia đình, văn phòng, công ty và ngân hàng. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông để nhận được video mới nhất của mình vào ngày mai. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.